ra mốt mùa giải Toa Team 19. Ở mức thẻ cộng 1 thì chỉ số CB là 97, lương 20, cao 1m84, cân nặng 82kg, thể bình, thân thuận, trái 3 và phải 5. Thuật 3 sao, thuận, xoạc bóng, đánh đầu mạnh. Ở vị trí CB thì Ramos sẽ mạnh. Sau thứ nhất là khả năng bật nhảy, theo là khả năng xoạc bóng, kèm người và lấy bóng. Một bộ chỉ số phòng ngự rất hay. Ngoài ra chúng ta có thể thấy rằng là khả năng quyết đoán của anh cũng tốt. Đây là một trong những mẫu chiến binh đích thực ở vị trí vệ. Khi đặt ra Ramos ở vị trí trung vệ, ta sẽ để anh ở vị trí đánh chặn bị động, công 1 và thủ 3. Ta sẽ vào in game để xem Ramos nào. Ramos là một trong những huyền thoại sống của câu lạc bộ Real Madrid. Khi anh đã gắn bó với câu lạc bộ này thập kỷ qua. Và đối với Ramos thì không chỉ là một đội trưởng mẫu mực và có tinh thần thi đấu máu lửa và kèn kèn trắng, mà anh còn là một trong những trung vệ rất xuất sắc của đội tuyển Tây Ban Nha trong suốt thi đấu của mình. Thì Ramos đã giành vô số những danh hiệu cao quý, từ Euro cho đến Gold Cup tuyển Tây Ban Nha. Và đối với lại Real Madrid thì anh đã giành được chiếc cúp Champions League đánh giá. Trong in game thì Ramos có một thân hình rất cân đối, sở hữu một chiều cao 1m84 và những hình xăm trên cơ thể, mái tóc vàng, rất lãng tử và đẹp trai. Khi sử dụng Ramos thì các bạn sẽ thấy anh có khả năng xoạc bóng rất là dị. Và nói chung là anh là một trong những cầu thủ có xu hướng là thiếu chín, tức là không ngại bất kỳ một trong những nào, và sẵn sàng tranh chấp, xoạc bóng và đối đầu. Sự năng nổ của Ramos mang đến cho mùa giải Totti của anh một nguồn năng lượng rất dồi dào, và những pha đánh đầu của Ramos rất là uy lực. Thông qua chỉ số vận đánh đầu mạnh, rồi là một tình huống băng lên tham gia tấn công và đánh đầu cực mạnh của Ramos. Vậy là khả năng chọn vị trí để đánh đầu ghi bàn cũng như cản phá bóng của Ramos là rất tốt. Mặc dù sở hữu một chiều cao chỉ 1m84 đối với vị trí trung vệ, nhưng anh có khả năng bật cao, bật nhảy rất tốt. Vì thế chiều cao của Ramos có thể ngang ngửa với những hậu vệ cao trên 1m9. Đấy, nói chung là Ramos là một cầu thủ mà có khả năng đánh chặn bằng bóng bổng rất tốt. Nó thể hiện qua khả năng bật nhảy và kỹ năng đánh đầu mạnh của anh. Ramos chơi bóng bằng đầu óc, rất thông minh và phán đoán tốt. Khi các bạn sử dụng Ramos ở vị trí CB thì sẽ hoàn toàn yên tâm. Ngoài thực hiện tốt vai trò của một trung vệ bằng việc cản phá ra, thì Ramos còn có một chỉ số ẩn, đó là chỉ số ẩn lãnh đạo. Đây là một chỉ số ẩn rất quan trọng. Khi những cầu thủ có tố chất lãnh đạo thì thường sẽ kết nối và là nguồn động lực rất lớn dành cho những cầu thủ thi đấu bên cạnh anh ta. Ở đây thì mình bố trí Varane mùa giải TC đã cặp cùng Ramos. Khi mình sử dụng Varane mùa giải TC thì đó cũng là một lý do, bởi Varane mùa giải TC mình thích cầu thủ này ở
cái khả năng đánh đầu mạnh. Đấy, cô chỉ số ẩn đấy. Vậy có khả năng đánh đầu mạnh thì thường có những khả năng chống bóng bổng rất tốt. Hoặc ít ra trong những tình huống tham gia tấn công thì anh ta có thể dễ ghi bàn bằng đầu hơn. Qua dứt điểm rất hay của Raul Nakon. Những bạn sử dụng team Real hoặc team Tây Ban Nha thì các bạn nên đầu tư và đưa về Ramos Toti 19. Ở Toti 20 thì có thể Ramos sẽ xuất hiện, nhưng anh sẽ xuất hiện ở vị trí đó là hậu vệ cánh phải. Và như vậy thì Ramos Toti 19 theo cảm quan của mình thì vẫn là best CB. Vậy cho nên là các bạn có thể sử dụng Ramos Toti 19 ở thời điểm hiện tại với mức giá tương đối thấp, độ 1 tỷ thôi, tỷ BB thôi, và anh thi đấu rất là hay. Là một trung vệ nhưng Ramos Toti 19 không hề chậm. So với tốc độ của một trung vệ là rất ổn. Ngoài khả năng xọc bóng, cắt bóng và cướp bóng thì Ramos có khả năng chống bóng bổng. Như vậy đây là một mẫu trung vệ rất là toàn diện. Còn cái vấn đề nằm ở mức giá đưa anh ta về. Các bạn có đủ tài chính để đưa Ramos Toti mình không? Chí CB thì ngoài khả năng phòng ngự ra thì Ramos tham gia tấn công cũng rất hữu hiệu. Khả năng bóng, đỡ bóng búng một, chuyền bóng kín tạo cho đồng đội rất tốt. Ramos là một mẫu CB hiện đại, vệ hiện đại. Và anh đã gặt hái rất nhiều thành công bằng tài năng của mình. Câu lạc bộ Real Madrid. Khả năng phán đoán tình huống và đánh chặn của Ramos là tương đối tốt. Các bạn thấy quan sát những sự di chuyển của Ramos. Anh thường di chuyển để đánh chặn chủ động hoặc là bọc lót cho cầu thủ phòng ngự bên cạnh. Trung anh là một mẫu trung vệ vừa có thể đánh dập vừa có thể đánh quét. Rất hoàn toàn diện. Ở mức điểm thang 10 chấm cho Ramos thì mình chấm cho anh mức điểm là 10 trên 10 trong nhiều mẫu vệ rất tốt.
rất đáng để các bạn sử dụng. Các bạn phát bóng chuyền lên cao ra mốt là rất tốt, chuyền xa. Tình huống mà biến Van Dijk thành một gã hề của rô béo TT.